Rồi. Mộc xin chào cả nhà nhá. Hôm nay Mộc đi về trên ba Mộc nữa, tại vì ngày hôm qua cả nhà về thăm ba, nhưng hôm nay về có công chuyện nhà. Bây giờ một buổi tối ăn tay lưới cái chạm cả nhà. Bây giờ sáng giờ chưa cái thăm tính nó không có mất công chuyện thì để nước im im lại thăm, thấy nước chảy quá nè. Giờ mất công chuyện thôi, để một là thăm lưới coi có cá không nha. Giờ sẵn một đi công chuyện luôn cả nhà. Này lâu lắm rồi mới ra ở đây á. Ủa vô tới trong đó luôn hả anh? Đó tới cái phao đỏ đó. Vậy mấy cái phao trắng đó của ai? Phao trắng của anh Tư anh. Chiếu. Anh ấy hay vậy? Tôi chạy quá, tính nước im nó kéo nó chứ. Tại mất công chuyện không? Hôm nay quá lâu mới dân lại ở đây nè. Ủa mấy phao trắng nó làm gì anh? Phao trắng của anh Tư anh ấy, anh giàu ấy. Vậy gì? Ủa bắt chính á. Ê con cá kìa Vinh. Vinh hả? Con cá chạy kìa Vinh ơi. Đâu kìa kìa. Ủa con còn sống cái gì á? Thấy không? Đó đó. Ôi cá bự nha cả nhà ơi. Không cá bự, cá bự lắm á. 3 kg á. Ôi con cá. Nó quấn lại, quấn lưới lại kìa. Cá bự quá bự luôn. Ôi cá sống rồi Vinh ơi. Sống. Sống. Đi bên em lên. Căng gì vậy? Nãy dính lưới mà nó quấn tùm lum luôn mà. Từ từ đi, để cho vô. Ủa nó căng chứ. Nó chảy nè. Đó là sống. Ăn đi. Nè, lõm cái. Rồi. Ôi, con sao? Quấn đứt lưới luôn rồi. Có đó còn sống mà chuẩn bị xong á. Còn sống. Ôi, nó quậy. Nó quậy hả? Đứt chảy quá cả nhà. Đứt. Rồi nó quấn sát luôn rồi. Cá chết rồi, mới chết rồi. Nó quấn kiểu này thì nó quấn nó giải nó phá. Quấn nó giải á. Cá trẻ mình phải gỡ từ từ chứ. Nó quấn vô lắm. Chày cá hết luôn. Đây, phải chịu thôi. Nó đâm chạy quá chạy, kéo cho dùng lưới lại mới gỡ được, kéo không được, chạy quá trời, cột rồi cắt luôn đó. Tự mình gỡ cá nha. Mập lúc à, cá 3-4 kg. Gửi sao lọt cá chồng vô đi mất tiêu luôn. Cá chết rồi. Đấy là chết rồi mà anh chịu tay lọt dưới sông á. Còn dính lưới mà sao lọt được? Lưới nặng quá nè. Lọt ra bỏ luôn nước chảy vậy sao mà lấy? Wow, trời ba ăn cá chém luôn. Cá hạt cứ ghê không? Cái hạt cũng luôn á. Ai tới mà? Ai mà nó nổi, nó đủ khoan rồi mình nó mặn nó nổi á. Như cá heo. Nó ăn ai chứ làm như con heo luôn, cho đợi nó không nổi luôn. Nó ăn quá nó mập như con heo luôn hả? Từ ra hả? Từ ra ra lưỡi ra, chuyện nó tầm bằng như vậy mà. Cái khúc mà nó quấn này quá, không có da đâu, cắt á. Cắt lưới sao? Phải gỏi chứ. Hôm nay quá lâu nó thả đây vậy. Nó thả được mấy con đó, đâu cái đi mất tiêu luôn. Cá mới chết. Mới chết à? Này nó chen vô mặt lưới mà. Chen vô. Dễ. Nó là quậy quá. Trơn. Cắt mặt đó luôn á. Chứ đâu đường nào gỡ mặt đó đâu. Gỡ lưới cá chẻ mà chơi cắt cái dắt tan nước tay lưới ra sạch. Tay lưới dính 10 con chắc dắt hết lưới sạch. Phải gỡ từ từ ra chứ. Nông nó ra không? Nè ra, mình nông xuôi cũng ra vậy. Nhưng mà nó ảnh trên đây mình nông nảy lẻ hơn, đúng không? Quá trời cá mập ghê. Cá mập lúc luôn. Cá ăn béo lắm. Nó vừa nó giải đừng có phá lưới, bây giờ nó muốn quấn vậy nùi vậy á. Làm hết lỗ rồi đó. Nó chém hết lỗ rồi đó. Đó già đó. Đây cả nhà, hồi cá chẻm. Cũng được vài ký rồi cả nhà. Đây, rồi mình sẽ thăm tiếp. Coi có được con nào nữa không nha. Chứ hổm là mình văng là có thể dính một lượt 2 con luôn á. Chạy mất dép hết rồi hả? Chắc có con đó. Đừng con nữa đó. Con cũng là may mắn nè, cũng có mấy thước mà. Hai con đi. Hai con mà cá nó không chín rồi sao hai con đi được? Hai con đi trả giá luôn. Hai con nó bật tay luôn. Rồi cả nhà ơi. Rồi bây giờ một chạy. Mấy con? Ra ra ngoài nhà. Hả? Một ghé một bán. Mấy con vàng? Một con. Một con hả? 8 con. 8 con. Bây giờ tới chỗ mình bán cá nè cả nhà. Nắng không vậy? Cậu mình cái ngát quá thì em. Quá giờ cái ngát rồi Vinh. Câu vậy. Dính vô con mới bước qua. Bà cái là nhiều cái gì chắc. Để bự đó nha. Chết. Mới gỡ lưới ra. Rồi, rồi chưa? Còn con dưới sao? Giữa đi. Căng này vô hả? Giữa đi rồi bỏ lên nè. Qua không? Chắc câu chắc nhiều lắm. Cá bự bự không à? Chắc mấy thiên quá. 26. Cái ngát câu á. Kéo dán qua đây. Mấy chú trắng dở nè. Thấy nó không? Thấy nó nằm đây. Bỏ vỗ đi con vô nãy 25 tuổi. Nè, con giùm em con cá đi em về chơi. Con còn màu bạc. Đỏ mà hả? Dạ. 3 kg luôn. 3 kg hơn á. 25 kg rưỡi con này nha. Ký rưỡi chưa trừ rổ. Đang đem lấy rổ lên. Không ra. Bỏ lên đây luôn à? Một. Làm sao khi sao? Rồi con đổ vô vô coi trắng. Đổ vô nửa đi nha. Ít thay rồi đổ hết nha. Đây bắt thì con coi này. Cá này có nước điếm con nữa chứ. Bây giờ câu chắc mấy thiệt hả anh? Thiên câu ở cái này. Thiên câu quả cho cá. Mấy ký cá bự rồi. Cá này cá bày gì không? Là câu chuyên nghiệp. Nghề nghiệp. Nghề có như đó mà. Câu gì mà không có không biết nữa. Gì? Để không câu gì mà không có, không đi theo ai đi chơi nhậu không hay gì á. Câu rượu với câu bia á. Mất tiêu biệt tích trang hồ á. Câu dữ luôn hả? Đỏ con nghe cứ nào ở chuồn trong ta. Nè con cá chém ra đây nè con, cảm ơn hết nhiêu ký chưa? Rồi bỏ cá chém anh. Mấy ký? 3,5 kg 50. Á, 3,5 kg 50. 3,5 kg 50. Cảm ơn hết này nhiêu? Nửa ký hả? 4 lạng. Cá chém được 3,5 kg 50. 4 lạng mà. 3 lạng mấy hả? 4 lạng nè. Thôi bỏ tới cân rồi kìa, 4 lạng đâu? Dạ. Cái nhà dạng cái này nữa sao? Không phải nhà, cái này nó lên đúng, nó đúng còn đi. Cái nhỏ cũng ra nhất chút xíu cho nó bớt đạn. Giờ cái hát nhỏ này mấy ốc chung hay lựa ra vắng. Mấy con kìa bà đi. Em nó trả nhiều cái mình hết chục. 3,5 kg. Nè con này mấy ký nè? Trời cái này còn 3,6 kg. Vậy sao 3,6 kg từ 6 kg mấy luôn mà. 6 kg hả? Tưởng nó 3,5 kg chứ. 6,2 kg. 5,6 kg 50. 5,6 kg 50. 5,6 kg đi. Trồng chi con công quá. Rồi. Rồi đưa cái đổ đây đổ này vô. Ủa mẹ không có dưới 50 luôn hả mẹ? Hả? Không có dưới 50 luôn hả? Có trong đó mà. Wow. Cái hát đổ rồi, bớt đi rộng hơn nhiều lắm á. Tiền anh đi về em bé ăn nắng rồi. Sao con gì mà nó cắn lũng nó vậy ta? Tí cái gì trời, cái đổ cái gì vậy cả nhà. Cái con cá chém 284 nha. Ờ quá trời luôn. Câu ở đây gần đây không anh? À, tưởng đâu gần đây bữa nào cho em giao lưu với. Của YouTube hả? Dạ. Thôi bây giờ mình đi nha cả nhà ơi. Quay đâu? Rồi, bây giờ vợ chồng một bán cá xong rồi cả nhà. Nãy bắt được 200 mấy á, bây giờ mình lên bờ đặng mình về nhà. Đây, cho đỡ con. Ôi, nè. Trước đi em. Rồi. Đừng té con nha. Đây hai vợ chồng một với 2 đứa nhỏ về cả nhà, còn 2 đứa lớn còn ở lại với rừng. Giờ một cho một lấy xe nha, một về tới nhà rồi một sẽ quay cho cả nhà xem. Cặp làm gì, làm ao hả? Với ao là hả? Cái này trước cũng là cái ao mà. Giác thêm hả? Cái nào ngủ từ ở dưới, ngủ về luôn. đi vô thôi. Thôi giờ bây giờ cái Mộc xin kết thúc ở đây nha cả nhà. Giờ Mộc về tới nhà. Tại vì hôm qua Mộc cũng có về nữa, nhưng mà hôm nay Mộc về, hôm qua về xong Mộc xuống rừng. Giờ hôm nay ba điện về có công chuyện cả nhà. Rồi nãy Mộc cũng ghé Mộc thăm được cái lưới dính được con cá chẽm, bán cũng được 284.000 cả nhà. Rồi giờ clip của Mộc tới đây tạm dừng nha. Hẹn cả nhà những clip tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà. Cả nhà nhớ xem cho Mộc một like và một lượt đăng ký nha.